Châu có 198 công đoàn cơ sở, hơn 15.000 công nhân viên chức lao động, trong đó có 40 tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp. Trong những năm qua, các cấp công đoàn huyện Diễn Châu đã triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động, tổ chức tốt các đợt kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp về thực hiện chế độ cho người lao động, chăm lo, bảo vệ hợp pháp, chính đáng, tạo môi trường làm việc an toàn, hài hòa giữa người lao động và doanh nghiệp. Đây cũng chính là tiền đề để Diễn Châu